Chào anh em luôn, hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em là cảnh ghe pha về cửa cảng này các bạn thấy không? Trời ơi, chạy tốc độ khủng không bạc mạng bạn ơi. Xé nước bạn ơi, trời ơi, ghe này sơn màu đỏ, hai cái viền màu đỏ. Bữa nay thấy ghe này khác các bạn ơi, hôm bữa là màu đen với màu đỏ, hôm nay là hai ghe này màu đỏ không bạn. Dài với con lương bụng được sơn màu đỏ, chạy tốc độ khiếp khiếp dí không cơ, khẩm tải luôn các bạn ơi, bảo đảm với các bạn luôn. Cái màu này chạy là hàng ga vô từ 20-30 tấn không đó các bạn, ghê lắm, tải ghê lắm, ghê không chạy kìa, chạy mà nước mà cũng tới con lương hết trơn rồi các bạn ơi. Ồ, nhìn quá tuyệt vời không, nước tung trắng xóa được bạn, ghê không, tăng tốc mà đại công đạp hết lực luôn á, chạy rất là quy lực luôn các bạn, nhỏ nhỏ gọn gọn nhưng mà chạy ghê lắm á, ác lắm các bạn ơi. Đó, thấy không, quá tuyệt vời luôn, căng được các bạn, chưa có dẹp vô nữa kìa, chạy không khiếp 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 khiếp. Nhìn lâu lâu nhìn cái ghe màu với thanh sơn hai cái màu rất là đẹp mà nổi ghê không, ra ngoài khơi chạy về cứ cả nhìn rất là đẹp, quá tuyệt vời luôn các bạn, trên cả tuyệt vời luôn, dáng ghe các bạn thấy không, chạy ghê không, mặt ghe mở rất là đẹp nha, lớn nha, cân đối đẹp không, đồng thanh đồng thủ xịn sò quýp. Ồ, sau những giờ đánh bắt ngoài khơi giờ các anh cũng đã cho chiến lợi phẩm là những con cá cơm, cá cơm tươi ngon về cân cho thương lái các bạn. Và ghe này bảo đảm ăn hồi là gần bạn sẽ cá sẽ lên bon, chắc lên bon luôn đó. Đó, đem chặt em cũng đang tu trên cái bon không, đang móc cái với hầm lên các bạn ơi, thấy không, sai rồi thấy không, quá tuyệt vời luôn rồi, còn gì đẹp bằng nữa các bạn. Ghe chạy về kiểu này là mình thấy cảm thấy là ấm lòng cho anh em luôn rồi đó, cái mồi là thẩm tải rồi, cá nó thấy không, lù lù thấy cái xà xanh xanh là thấy khoái rồi các bạn, cá chắc trên hai lớp luôn bạn, trên bon thấy không, ghê không, khủng khiếp. Tới công chuyện luôn các bạn ơi, hoa ha, trời ơi, chạy nè, ghe chạy quất cà phê luôn các bạn, thành khác các bạn ơi, ghe của anh Phát khẩm tải các bạn, có thành phát không, khẩm tải thiệt rồi, phải nói hai chữ tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn các bạn. Khi mà ghe về trúng đậm như mình rất là vui, mình chia sẻ với tất cả anh em cùng xem luôn nha. Đó, thấy không, ồ, chắc trên hai lớp trên bon luôn các bạn, thấy ghê không, tới công chuyện thiệt không bị giỡn đâu, quá thẩm tải luôn các bạn ơi. Ồ, chim cho bạn xem phê chút đỏ quá dữ nghe các bạn, thành phát thẩm tải thiệt kìa, ồ ghê không, quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ồ, anh em cũng đang móc cá dưới hầm lên bon các bạn không, để lên cửa cảng sang cá cho nó lẹ các bạn, em móc ghê không, chắc hai lớp khủng khiếp các bạn, lên luôn. Đó, anh em được trúng đậm luôn bạn thôi rồi, trời ơi cá kìa, quá tài quá đất kìa, nhìn thấy mê các bạn, ở dưới ghe thấy mê nữa các bạn, xa xa đi bạn, lấy nguyên chiếc ghe cho bạn xem luôn này, tiếp tục mình chia sẻ phía ghe phía sau nữa nè các bạn ơi, ngon lù lù tới cái chạy nó chung cho các bạn xem hơi phê một xíu, ghe nào cũng rất là phong độ luôn các bạn, ghe này căng rồi dẹp chân nha, để cần kèm như dạng đèn rồi xếp gọn vô cản cho các bạn, nó ghe nào cũng thiết kế quá xịn sò các bạn ơi, rất là chạy rất là uy lực luôn các bạn, quá dữ nha, phải nói là hai từ thật là đỉnh cao luôn các bạn. Thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em những mẫu ghe đẹp cho anh em mình xem luôn, thì những lúc anh em mà đi ghe về rảnh rỗi có xem được clip ủng hộ cho mình luôn nha. Thì mình muốn sẽ bạn không khí thời gian ngoài cửa cảng cho các bạn xem luôn nếu các bạn không? Buổi sáng này sóng gió rất là êm luôn các bạn, không có lớn nên ghe chạy vô rất là phong độ luôn, mãnh liệt luôn. Chiều chiều chút là gió nổ lên cấp 6, cấp 7, cấp 8 luôn các bạn, gió giật ghê lắm. Đó, bạn theo đường cong quyến rũ không, dàn đèn led các bạn, zoom các bạn xem mặt ghe cho nó phê chứ, quá tuyệt vời ha. Này cái móc cá lên bon cho không biết
Ủa, vàng led các bạn thấy không, ghê gớm mà, bự nhỏ bóng bự nhỏ đều có các bạn. Nói chung là ghe này sử dụng là những mẫu đèn này tầm là 300 mấy watt không các bạn. Nói chung là sử dụng những chế độ cực cực sáng luôn các bạn, chứ không còn sáng, nó siêu sáng cực sáng. Nó anh em mở nó hầm lên nữa các bạn, để hồi nó móc cá lên bon để sang cá các bạn ơi, chứ không có trực tiếp lên cá ở ngoài cảng nha. Xuồng sang cá xong rồi anh lấy đá lạnh xong xuôi bắt đầu là nạp năng lượng nước ngọt, bắt đầu mới anh tiếp tục chuyến hành trình nữa các bạn. Mình cũng chia sẻ với anh em những khung cảnh cho các anh em xem luôn. Này chưa móc cá lên bon mà thấy không, trống lỏng, em cũng đang mới mở hầm ra để chuẩn bị sang cá qua xuồng để cho xuồng tải lên cảng hoàng. Nó nhìn phía xa rất đẹp các bạn thấy không, quá tuyệt vời luôn á, phải nói là hai từ trên cả tuyệt vời nha các bạn ơi. Thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và chia sẻ những clip của mình để cho lan tỏa rộng rãi hơn, thì anh em vô yêu thương yêu mến là chia sẻ với mình luôn nha, mình cũng cảm ơn rất nhiều. Đó, chiếc ghe lưới bao của Bình Thuận này các bạn, cái này mấy anh chạy về cũng không không, không độ cho mấy nha, phải chạy tốc độ cũng chậm gại lắm rồi đó, thấy không? Ghe này chắc không vô cửa cảng đâu các bạn, nhìn cái mồi này chạy đảo đảo này chắc ở ngoài cày cân cá luôn đó các bạn ơi. Đảo đảo này cũng mỗi bữa nếu mà anh chạy vô cái cảng ghê lắm, thấy cái gọi là lưới rút cũng được các bạn, chủ bao cũng được các bạn, thì cũng tùy theo mọi người gọi thôi nha. Thì mình cũng chia sẻ với anh em. Thì theo cái trụ màu xanh nhìn rất là nổi bạn thấy không? Đó, cabin cái thiết kế rất là dày bạn thấy không? Đó, có cái lồng cu cho đại ca ngồi lái trên á, nói xuồng này lại là sang cá các bạn ơi, chứ không có vô cửa cảng bạn thấy không? Đó, đẹp không? Cái phía xa xa chiếc lưới cái cơm của cà ná luôn các bạn thấy không, quá đẹp nha, màu này màu nó cực tuyệt vời các bạn thấy không. Hồi nãy viền sơn màu đỏ với hai viền màu đỏ không, giờ màu đen màu đỏ bạn thấy không, mà trắng xám nhìn rất đẹp bạn thấy không. Dạng bên đổ của chiếc đồ thế lưới rút của cà của Bình Thuận các bạn không, để sử dụng một máy điện nữa các bạn nè, với một máy chính các bạn. Đang từ từ về cửa cảng rồi bạn ơi. Chán chạy khẩm 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 luôn bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng kênh Bình Thuận yêu suốt thời gian qua nha. Thì mình cũng hy vọng tất cả mọi người luôn yêu mến kênh Bình Thuận Dấu Yêu nha. Và những gì kênh Bình Thuận Dấu Yêu còn thiếu sót thì tất cả mọi người cùng góp ý và chia sẻ cho mình, để cho mình đóng góp vô để mình chia sẻ với tất cả mọi người một cách thiết thực và chính xác hơn luôn nha. Thì không có ai làm một vlog nào hoàn hảo cho các bạn, có người thương người ghét, người chửi bới không các bạn ơi. Là chỉ nói chung là mình muốn chia sẻ với anh em xem tâm sự của một người vlog các bạn, chứ không phải đơn giản là nhiều lúc các bạn ấy đâu. Thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý cho mình. Nói chung là mình nói nhiều quá thì anh em nói nhiều, nói ít thì anh em mình nó cầm đó, mình nó thiệt tình luôn quá, mình sẽ chia sẻ với anh em để mình nói nhiều xíu để cho nó lôi cuốn xíu các bạn, thì anh em cũng cô chú gần xa cũng thông cảm cho mình. Thì mình muốn chia sẻ những khoảnh khắc ghe ra vào cửa cảng đẹp để lưu giữ làm kỷ niệm luôn. Thì những lúc anh em có nhàn rỗi xem clip ủng hộ và tặng một sub và chia sẻ cho mình để cho mình có động lực cái cả các bạn ơi. Các bạn thấy đặt máy giăng ma các bạn ơi, đại đa số ghe này đặt máy giăng ma hết luôn các bạn, nhưng mà không biết là công sức mã lực nó bao nhiêu thôi. Thì anh em nào biết chính xác thì vô comment cho mình để cho mình chia sẻ với tất cả mọi người cùng biết luôn, để cho nó cái cảm giác mà mình chia sẻ với nó phê phê trước các bạn. Nói chung là mình chia sẻ tất cả mọi mặt trên ghe nó phê hơn. Các bạn thấy dạng pha bằng đèn led trong ghe không, hoành tráng ghê, và bạn nhìn cái cabin kìa, hai lớp đèn led trong ghe không,
Nói chung đa số những ghe pha súc này sử dụng toàn bằng led cực sáng không các bạn, để đánh bắt cá cơm các bạn ơi, chứ không có thế nữa. Ghe chắc đậu ngoài cửa cảng rồi, không không có, đa số những ghe này không có trực tiếp lên cá ở trong cảng đâu các bạn, ở ngoài cửa cảng thôi. Không biết vấn đề gì hay là sợ, họ sợ va chạm với ghe chạy xước ghe của họ mà, nên họ đậu ở ngoài cửa cảng cá cơm không. Nó giục nhau binh xuống đi, tới công chuyện thì cho coi cá cơm các bạn không, tới luôn nè. Cái này có đủ xịn sò cho các bạn, đủ khẩm tải chưa, cặp ghe bữa nay về ghe này, ghe này cũng 20-30 tấn không mọi người, nhìn thấy mà phê luôn các bạn không, tê hết luôn, quá tuyệt vời. Này là đợi xuồng đến sang cá các bạn, xuồng ở đây gọi là xuồng bằng nhiều nơi tất cả mọi người gọi là tàu lai các bạn, chơi dần đèn led với câu áp luôn bằng ghê không. Nói chung là sử dụng đèn led thì nó đỡ tốn chi phí dầu xíu các bạn, còn sử dụng đèn ta thì nói chung là tốn hơi bị dữ các bạn ơi. Nói chung là anh em mình cũng đa số là ghe đặt năng lượng mặt trời thôi các bạn. Rồi video mình tạm kết thúc tại đây video này các bạn ơi, thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ trong Bình Thuận Giáo Yêu suốt thời gian qua nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của kênh Thuận Giáo Yêu nha các bạn yêu ơi.